Thưa quý vị, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, kỳ thi được đánh giá là khiến cho các vị phụ huynh và học sinh phải lo lắng hơn cả kỳ thi đại học thì vừa mới kết thúc trong tháng 6 này. Trong khi chờ đợi kết quả được công bố chậm nhất là vào ngày 4 tháng 7 sắp tới, thì đề thi được giới chuyên môn xem xét và đánh giá là vừa sức phù hợp với trình độ và lứa tuổi của các em. Đặc biệt là môn ngữ văn với câu hỏi nghị luận về ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc của bản thân đã cho thấy không chỉ sự quan tâm của hệ thống giáo dục đến tâm tư và tình cảm của các em, mà còn là hồi chuông nhắc nhở mỗi học sinh có dịp nhìn lại bản thân và hướng đến những điều tích cực. Ngày 10 tháng 6, hơn 104.000 thí sinh tại Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2023-2024 vô cùng bất ngờ với câu hỏi nghị luận trong đề thi ngữ văn có nội dung: có thể bạn không biết, đôi khi cảm xúc của mỗi chúng ta sẽ trở thành sự lo lắng của những người thân yêu nếu bạn không làm chủ được nó. Từ gợi dẫn trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội, trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc bản thân. Khi con nhìn thấy đề bài làm chủ cảm xúc, con thấy khá là bất ngờ bởi vì đây là một vấn đề rất là thường xuyên gặp trong cuộc sống. Việc làm chủ cảm xúc của bản thân này là rất là cần thiết trong cuộc sống. Vì nếu mà chúng ta kiềm chế được cái cảm xúc của bản thân sẽ rất là có lợi cho mình với cả mọi người xung quanh. Con thấy đây là một câu hỏi mà đánh vào tâm lý của mình, với cả ta hay bảo là cái tuổi dậy thì này là cái tuổi nổi loạn đúng không ạ? Nên là cái việc làm chủ cảm xúc của bản thân nó cũng góp phần khá là quan trọng. Những năm gần đây, chứng rối loạn cảm xúc và hành vi có số người mắc ngày càng nhiều. Không ít người cho rằng chứng bệnh tâm lý này chỉ xuất hiện chủ yếu ở những người lạm dụng chất kích thích do quá căng thẳng mệt mỏi. Song thực tế, không ít trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên mắc phải và cần sự can thiệp của bác sĩ. Rối loạn cảm xúc được nhận diện với các cái nhóm triệu chứng của stress, lo âu hoặc là trầm cảm. Cái dấu hiệu đặc trưng đấy là ví dụ như tự nhiên chúng ta cảm thấy là cái mức năng lượng của chúng ta nó sụt giảm xuống mà chả có lý do gì cả. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy mình không có năng lượng để thực hiện bất cứ một thứ gì. Tất cả những cái mối quan hệ trước đây mà bạn thích chia sẻ, thích nói chuyện với những người khác thì bây giờ bạn cảm thấy nó không có ý nghĩa và dẫn đến là việc là bạn thu mình lại ở trong một cái vỏ ốc của mình thôi. Chưa có thống kê cụ thể về số trẻ em ở nước ta gặp phải chứng rối loạn cảm xúc và hành vi, song căn bệnh này đang phổ biến thấy rõ. Có đến khoảng 20% trẻ mắc rối loạn phải can thiệp y tế và điều trị. Khi cuộc sống mưu sinh khiến cha mẹ bận rộn, khi đời sống phát triển, trẻ dễ dàng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin không phù hợp, thì cũng là lúc các bạn trẻ, đặc biệt là thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì, trở nên cộc cằn, dễ cáu gắt, dễ có suy nghĩ tiêu cực và khuynh hướng bạo lực ngày càng gia tăng. Cái hệ quả của cái việc thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc đấy là gì? Có rất nhiều những cái mâu thuẫn ở trong gia đình. Có rất nhiều những cái vụ bạo lực xảy ra ở học đường, bạo lực xảy ra ở trong xã hội. Nó đều là từ những cái vụ việc nó rất là nhỏ. Thế nhưng mà chúng ta không có kỹ năng kiểm soát cảm xúc, cũng không có kỹ năng giải quyết vấn đề một cách thân thiện nữa. Cho nên nó mới bùng phát lên trở thành những cái hiện tượng bạo lực ở trong xã hội hay là bạo lực ở trong học đường như vậy. Khi không làm chủ cảm xúc của bản thân thì ở trong trường học quan sát thấy cái rõ nhất là trong cái ngôn ngữ và giao tiếp. Đó là các con nói mà có thể làm tổn thương đến bạn bè, đến thầy cô, đến những người xung quanh. Cái biểu hiện thứ hai là các con làm tổn thương bản thân mình để tìm một cái sự quan tâm hay chia sẻ. Hoặc là học sinh có thể là giận dỗi gia đình bỏ đi, rồi cũng có thể là tìm đến với cả những cái sự giải trí không lành mạnh. Không làm chủ cảm xúc được bộc lộ ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng phổ biến nhất là lời nói gây tổn thương đến người đối diện. Gia Linh, cô học sinh cũng vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, đã đưa những trải nghiệm bản thân vào bài thi. Với em, đó không chỉ là bài thi, mà còn là ký ức nhắc nhở em luôn lắng nghe, làm chủ cảm xúc để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Ở trong lớp, các bạn có khi vô tình nói ra những cái lời làm tổn thương, có thể đấy chỉ là đùa hoặc là chỉ là trêu thôi, nhưng mà cũng có thể khiến con hoặc là những các bạn khác hiểu lầm và gây ra tổn thương. Cái tuổi đang lớn thì là bạn bè chỉ cần dỗi nhau một chút thôi là về là mang nỗi buồn về. Thì mẹ cũng cứ động viên, có cái gì thì con cứ chia sẻ với mẹ, với thầy cô giáo. Bạn bè thì có rất nhiều bạn, mỗi tính thì con phải hiểu cái hoàn cảnh của bạn. Để chia sẻ với bạn thì cái cuộc sống của mình nó sẽ hài hòa hơn.
cũng như Gia Linh hay các bạn thiếu niên khác, Khánh Giang cũng từng có giai đoạn không làm chủ được cảm xúc khiến gia đình lo lắng. Năm ngoái thì con có một lần con đi học mình rất là mệt, xong rồi về nhà thì vẫn phải trông em, xong rồi làm việc nhà thì nó đã rất là mệt rồi và rất là dễ để bị stress và tức giận ấy ạ. Xong rồi bố lại nói khá là nhiều cho nên là con tức giận và con bỏ bữa và con đi lên phòng và con không ăn cơm nữa. Các bạn giận, các bạn dỗi, các bạn dập cửa, các bạn không nói năng gì với bố mẹ. Lúc đấy là bố mẹ rất lo lắng, mà lo lắng thì suy nghĩ, vì thiếu suy nghĩ đâm ra sẽ có những cái là có thể gây tiêu cực tiếp cho con. Quy y Tam Bảo tham gia tu học, thường xuyên đến chùa nghe Chư Tôn Đức giảng dạy. Gia đình anh Thắng đã hiểu được gốc rễ của sự không làm chủ cảm xúc, chính là vì còn nặng tham sân si. Vì vậy, chỉ có trau dồi giới định tuệ thì mới mang lại đời sống an lạc. Trong Phật giáo thì cái bản chất của việc làm chủ cảm xúc nó chính là cái việc làm chủ tham sân si. Và cái việc làm chủ phần cảm xúc trong Phật giáo thì nó còn làm chủ bằng giới định tuệ. Giới định tuệ. Giới tức là những cái điều răn cấm của Đức Phật và bảo vệ con người không phạm phải các việc ác. Định chính là cái phương, cũng là một trong những cái phương pháp thiền định giúp cho mình nhìn nhận được bản chất của cuộc sống, nhìn nhận được thân tâm mình, trí tuệ. Tức là nhận thức ra vấn đề nó nằm ở đâu. Nhận thức được đâu là cái phiền não, đâu là cái khổ đau. Và khi mình nhận thức ra rồi ấy, thì mình sẽ làm chủ được nó. Điều cốt yếu trong thực hành Phật giáo là phải luôn tỉnh thức để thấy ra bản chất thật sự của cảm xúc là gì, chúng sinh diệt, đến và đi như thế nào. Vì tỉnh thức, chánh niệm luôn có sức mạnh soi sáng và chuyển hóa mọi cảm xúc, mà không phải chấn áp hay cố sức tiêu diệt hết, không cho chúng sinh khởi. Khóc là một cách rất là tốt để giải tỏa cảm xúc ấy, tại vì những cái cảm xúc mà kiểu stress xong rồi bực tức nó cũng đi ra theo, cho nên là khóc rất là cần thiết. Nhiều người là người ta sẽ bảo là không khóc nữa và kiềm chế cái nước mắt lại, nhưng mà thật ra thì khóc nó là một cách để giải tỏa cảm xúc rất là tốt. Cho nên con đã khóc rất là nhiều, xong rồi có thể con nhận ra thật con sai và con đi xuống xin lỗi bố. Từ lúc cháu biết đến Phật pháp, bố cả gia đình xoay chuyển là cháu, là mọi vấn đề là cháu nghĩ nhẹ đi, ý nghĩ nó tích cực hơn. Phương pháp dạy con để con làm chủ bản cảm xúc tốt nhất chính là mình sửa chính mình và làm chủ cảm xúc của chính tôi. Muốn con sửa được thì phải người bố phải sửa trước. Mỗi trường hợp cụ thể, tùy vào điều kiện môi trường mà Phật giáo sẽ có con đường thực hành làm chủ cảm xúc riêng. Nhưng tựu chung lại, quản lý cảm xúc được chia làm 4 phương pháp chính. Cái phương pháp đầu tiên, đấy là phương pháp nhận thức. Các bạn ấy muốn làm chủ được cảm xúc thì trước hết phải định vị được cảm xúc. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp tĩnh tâm. Đấy, cho nên ông cha ta thường nói là cả giận thì mất khôn. Khi mà tâm tịnh thì gương tuệ sinh. Và cái tĩnh tâm trong Phật giáo thì đấy chính là cái phương pháp thiền. Cái phương pháp thứ ba để giúp các bạn trẻ có thể làm chủ được cảm xúc, đấy là phương pháp trải nghiệm. Để các con được va chạm với cuộc sống, được trải nghiệm cuộc sống. Từ đó là các bạn có những cái nhận thức đúng đắn hơn về cuộc sống. Khi đó các bạn ấy sẽ có tạo ra một cái sức đề kháng đối với cuộc sống. Nếu không thì các bạn ấy khổ một tí thì các bạn ấy không chịu được, các bạn ấy sẽ cảm xúc. Và có một cái phương pháp nữa, đấy là cái phương pháp buông xả. Trong đó, thiền định được nhiều người thực hành hơn cả. Với những người mới tiếp cận thì việc quan trọng nhất là phải nhận ra khi bản thân mất kiểm soát cảm xúc, để từ đó quán tưởng đến lúc tọa thiền mà thực hành đếm hơi thở, hay còn gọi là sổ tức. Khoảng trống giữa cảm xúc và phản ứng được hình thành, cho phép bản thân có thời gian hiểu rõ về cảm giác và thực hiện các điều chỉnh phù hợp. Tôi cũng cho bé tập thiền định. Thế thiền định thì cũng khuyên bé là con cố gắng thiền định, bởi vì thiền định với tuổi của con bây giờ là rất là tốt, bởi vì nó làm cho con giảm được cái stress trong học tập. Bây giờ cái áp lực học tập rất nhiều và con lại ghi nhớ được bài lâu hơn, nhiều hơn, và con có một cái sức khỏe tốt hơn để trong học tập.
Một vấn đề không mới, nhưng chưa bao giờ cũ được đưa vào đề ngữ văn cho chính các bạn trẻ đang ở độ tuổi 15 đã thực sự khiến mỗi người, từ học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội, nghiêm túc nhìn nhận sự việc, thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề, đồng thời tìm hướng giải quyết triệt để. Đó cũng chính là thành công của giáo dục, khi mục tiêu không chỉ là điểm số. Ngoài việc là kiểm tra đánh giá để xác định các con theo cái nguyện vọng để vào được một trường trung học phổ thông như mong muốn, thì đề thi còn là sự trang bị kiến thức của nhà trường cho các con khi mà bước vào cái lứa tuổi chuyển cấp. Thế thì khi mà chúng ta đặt ra vấn đề là làm chủ cảm xúc của bản thân thì là mối vấn đề rất là có ý nghĩa với việc giáo dục ở trong trường học cũng như là cái sự phát triển của mỗi cá nhân của học sinh. Thì tôi nghĩ rằng là có thể cái đề văn này cũng sẽ giúp cho các bạn thí sinh sẽ phải dừng lại một chút và suy nghĩ sâu hơn về nội tâm của chính mình, quản lý nó theo cách thức mới, cách thức mà tốt nhất đấy là phải chia sẻ ra bên ngoài, tìm ra được những cái cách để chuyển hóa được những cái cảm xúc nội tâm của mình. Hy vọng là các bạn qua cái đề này thì các bạn cũng có thể là sẽ tìm ra được những cái cách thức để quản lý cái cảm xúc của mình tốt hơn.